Mà thường mọi người nhắc đến tâm lý, mọi người sẽ nghĩ ngay đến là à, trầm cảm, lo âu, tự kỷ. Thôi thực ra nó không hoàn toàn là tâm lý. Có rất nhiều bạn đã từng hỏi chị là tâm lý có giàu không? Thì đầu tiên chị đã hỏi lại, giàu đối với em là gì? Tâm lý học đính kèm hạnh phúc. Tôi ở đây để làm gì? Mục tiêu của tôi trong cuộc sống để làm gì? Giai đoạn nào là mình có thể gặp khủng hoảng? Khi nào là mình có thể gặp buồn đau? Mình sẽ sống chậm lại hơn một chút, mình sẽ quan sát nhiều hơn một chút, và mình sẽ ít bỏ qua những sự hạnh phúc nhỏ nhặt từng ngày. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong bài viết về lịch sử phát triển và sức mạnh đáng kinh ngạc của AI đối với con người. Còn mình là Nam, mời các bạn cùng mình lắng nghe bài viết này nhé. AI, trí tuệ nhân tạo, chính là một trong những phát minh ngoạn mục nhất trong lịch sử nhân loại. Có lẽ không một phát minh nào đã được con người theo đuổi từ trong thần thoại hàng nghìn năm trước cho tới tận bây giờ, vì trí tuệ nhân tạo mỗi ngày càng trở nên thông minh và hữu ích hơn. Tuy nhiên, chính vì nó thông minh hơn con người rất nhiều, thì những gì nó tạo ra và ảnh hưởng đến chúng ta có hoàn toàn là an toàn và đem lại sự tốt đẹp như những nhà phát triển hứa hẹn hay không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một câu chuyện trải dài từ những ngày đầu tiên khi Ada Lovelace, người được xem là lập trình viên đầu tiên trong lịch sử, viết về suy nghĩ của mình. Sẽ thế nào khi máy móc trở nên thông minh hơn, khi mà ở thời điểm hiện tại, các nền tảng với sự giúp đỡ của AI đang thao túng và điều khiển hành vi của con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Lịch sử về những siêu máy tính và trí tuệ nhân tạo đầu tiên. Một điều thú vị là thất bại đầu tiên của con người trước máy tính không phải trong cờ vua, mà là trong một trò chơi khác. Đó là một trò chơi có lịch sử và tuổi đời lên tới 5.000 năm với tên gọi là Backgammon. Năm 1979, chương trình BKG do Hans Blaine phát triển đã chiến thắng 6-0 trước một nhà vô địch thế giới trong trò Backgammon. Năm 1989, đã diễn ra hai trận tỷ thí cờ vua giữa Garry Kasparov, người được coi là siêu kiện tướng cờ vua vĩ đại nhất lịch sử, với máy tính Deep Thought của IBM, mà ở thời điểm đó, nó cũng là một nhà vô địch trong thế giới máy tính. Kết quả Kasparov giành chiến thắng cả hai ván khá dễ dàng, nhưng tuyên bố của ông còn đáng nhớ hơn khi nhận định rằng máy tính còn lâu mới có thể chiến thắng con người trong cờ vua. Năm 1996, IBM mang tới cho Kasparov một đối thủ khác là Deep Blue, một siêu máy tính vượt trội hơn rất nhiều so với Deep Thought. Kết quả Deep Blue thắng một ván, hòa hai ván và thua ba ván trước Kasparov. Năm 1997, Deep Blue tái ngộ Kasparov với một bản nâng cấp toàn diện hơn và đánh bại Kasparov sau 6 ván cờ. Deep Blue thắng 2, hòa 3 và thua 1. Đáng nói hơn là trong 3 ván hòa đó thì Kasparov đều có lợi thế hơn, nhưng cũng không thể dồn ép Deep Blue phải đầu hàng. Kasparov sau này cũng nói rằng đã nhìn thấy sự sáng tạo bất ngờ trong vài bước đi của Deep Blue. Năm 2003, Kasparov một lần nữa tranh tài với siêu máy tính X3D Fritz. Lần này là kết quả hòa sau 4 ván. Kasparov thắng 1, thua 1 và hòa 2. Trong những năm 2000 tới năm 2010, thì máy tính và các phần mềm tự động đã đánh bại con người trong Scrabble, Buy Bridge, Poker và Free Cell. Năm 2011, Watson, siêu máy tính thế hệ mới nhất của IBM, và dĩ nhiên nó cũng thông minh hơn Deep Blue nhiều lần, đã lại đánh bại một lúc hai người chơi giỏi nhất trong chương trình hỏi đáp Jeopardy. Watson đã thắng cả Brad Rutter, người thắng nhiều tiền nhất mọi thời đại trên chương trình Jeopardy, và Ken Jennings, người giữ kỷ lục chức quán quân lâu nhất, thắng liên tục nhiều lần liên tiếp của chương trình này. Năm 2016, AI đánh bại con người trong cờ vây. Dù con người đã lường trước sự tiến bộ cũng như những gì mà một AI, Artificial Intelligence, trí tuệ nhân tạo đem tới, nhưng việc một AI chiến thắng kỳ thủ cờ vây giỏi nhất thế giới vào năm 2016 thì vẫn là một chuyện hết sức sửng sốt. Vào năm 2012, các chương trình chơi cờ vây chỉ đạt tới cấp độ cao thủ nghiệp dư, và giới chuyên gia dự đoán rằng cần ít nhất một thập kỷ nữa thì AI mới có thể chiến thắng con người trong cờ vây. Thực tế thì AlphaGo đã làm được điều đó trong khoảng thời gian ngắn hơn cả nửa thập kỷ. Nó chỉ cần 4 năm phát triển để đánh thắng đại diện giỏi nhất của con người trong cờ vây, một trò chơi thiên biến vạn hóa hơn cờ vua rất nhiều. Năm 2017, AI Dota do OpenAI, công ty phát triển AI mà Elon Musk rót vốn vào, đã đánh bại những game thủ chuyên nghiệp trong Dota 2 một cách thuyết phục trong thể thức 1v1. Thậm chí Dandy, game thủ nổi tiếng trong cộng đồng Dota 2 thế giới, đã từ chối đánh trận thứ 3 với AI sau khi đã thua 2 trận liên tiếp. Nhưng cũng trong năm đó, Song Byung-gu, game thủ người Hàn, đã một mình đánh bại 4 con AI đến từ Mỹ, Na Uy, Úc và Hàn Quốc trong StarCraft 2. 4 AI này đều có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng AI chơi StarCraft. Đặc biệt, AI của Mỹ là thành quả đến từ công sức nghiên cứu và phát triển của Facebook.
Còn AI của Na Uy thì có khả năng thực hiện tới 19.000 hành động trong game chỉ với thời gian là 1 phút. Đây là con số khủng khiếp khi một game thủ StarCraft chuyên nghiệp chỉ đạt trên dưới 1.000 hành động trong 1 phút. Ngay sau đó, DeepMind, công ty đã chế tạo ra AlphaGo tuyên bố sẽ tạo ra một AI chuyên chơi StarCraft với khả năng phân tích, học sâu từ dữ liệu sẵn có và sẽ sớm chiến thắng con người trong trò chơi này. Đối với giới nghiên cứu và phát triển AI, thì những chiến thắng của AI khiến họ rất phấn khích trước một tương lai đầy lý thú và hứa hẹn. Nhưng với những con người bình thường và giới truyền thông thì lại phản ứng bằng một thuyết âm mưu khơi dậy nỗi lo sợ việc sẽ sớm thôi, robot sẽ đè đầu cưỡi cổ con người, chấm dứt sự cai trị của đám con cháu Adam và Eva. Nhưng câu chuyện về sự phát triển, lợi ích và nỗi sợ khi AI trở nên thông minh trong thực tế là sự pha trộn của rất nhiều yếu tố và hoàn cảnh. AI thực sự đã biến đổi cuộc sống của chúng ta theo một cách mà các nhà phát triển có lẽ cũng không ngờ đến. Nhưng thay vì lo sợ, thì các công ty sở hữu AI lại đi theo ngã rẽ mà AI đã tạo ra để biến đổi tư duy và hành vi của con người. Thực tế AI thông minh hơn không hủy diệt nhân loại, hiện tại là thế, nhưng nó đã biến chúng ta ngày càng trở nên giống máy móc hơn bao giờ hết. Cho đến khi nào máy tính sẽ tư duy như con người và vượt qua chính chúng ta? Ngay trước khi AI đánh bại con người trong cờ vua, giải câu đố và cờ vây, thì ngay từ thời điểm ban đầu của buổi bình minh, chế tạo máy tính đã xuất hiện câu hỏi, đến một lúc nào đó thì liệu một cỗ máy sẽ có khả năng tư duy như một con người? Đây không phải là một câu hỏi siêu hình hay đậm chất triết học, mà là sự khởi đầu của một chuỗi nhân quả sẽ dẫn đến câu trả lời là có. Một định mệnh chẳng thể nào lẩn tránh hay coi như không tồn tại. Nữ lập trình viên đầu tiên trong lịch sử là Ada Lovelace, cô con gái của nhà thơ Byron, sống ở thế kỷ 19 và đã trở nên bất tử trong thế giới máy tính khi Ada viết phương trình cho máy giải tích, chiếc máy tính cơ học đầu tiên do Shaw Babbage chế tạo. Ada đã viết trong nhật ký rằng, liệu máy tính sẽ có khả năng thông minh hơn con người hay không? Cùng niềm tin vào tương lai sẽ xuất hiện những chiếc máy tính vượt trội hơn rất nhiều máy giải tích, vốn là công cụ tính toán tốt nhất trong lịch sử trong thời đại của Ada Lovelace. Hơn 50 năm sau cái ngày Ada Lovelace suy tư về một trí tuệ nhân tạo, thì trong cuốn sổ ghi chép của mình, Nikola Tesla thậm chí còn đi xa hơn khi không hề giấu giếm việc ông sẽ tự tay chế tạo một cỗ máy có trí thông minh cho riêng mình. Lý do ông muốn chế tạo cỗ máy như vậy là vì mục đích hòa bình cũng như không gây đổ máu nếu chiến tranh xảy ra. Phải vạt con người ra một bên, máy móc đánh nhau với máy móc, nhà phát minh có nhiệm vụ tạo ra những cỗ máy có hoạt động như thể là một phần của con người, không đơn thuần chỉ là một sản phẩm của cơ khí. Khi mà cỗ máy này sẽ có nhiều chức năng cao cấp hơn, cho phép nó thực hiện những bổn phận của mình như trí tuệ, kinh nghiệm, sự phán xét và một trí não thực thụ. Đây chính là một phiên bản avatar giống như các vị thần mà Tesla muốn hướng tới cho con người. Ông tiếp tục viết trong sổ ghi chép. Ban đầu, đó sẽ là một cỗ máy được điều khiển từ xa, bằng ánh sáng hoặc sóng âm. Nó chỉ nhận lệnh từ một cá thể ra lệnh bằng công cụ điều khiển. Nhưng tôi sẽ làm tốt hơn thế nhiều. Tôi muốn cỗ máy này có thể đạt được một vị trí thông minh riêng, tách rời khỏi người điều khiển và hoạt động độc lập, có khả năng thu thập, nhận biết và đưa ra quyết định tiếp theo. Và Tesla đã chế tạo thành công cỗ máy này, một cỗ máy không cần người vận hành, được điều khiển bằng sóng radio. Tesla đặt tên cho cỗ máy này là Tel Automatic. Nó có hình dạng giống tàu ngầm, dài khoảng 3 feet, tương đương gần 1 mét. Năm 1898, Tesla đã mang Tel Automatic tới hội chợ ở New York và khiến mọi người sửng sốt khi ông điều khiển Tel Automatic từ xa thông qua một thiết bị phát sóng radio. Nhưng Tesla không dừng lại ở đây. Khi chiếc ô tô đầu tiên được sản xuất hàng loạt với giá rẻ là Model T của Ford vào năm 1908, thì những năm tiếp theo, Tesla đã bắt đầu nghiên cứu và chế tạo ô tô tự hành dựa trên thành công từ Tel Automatic. Năm 1915 tới năm 1917, Tesla đã gửi thư cho bạn bè và ghi chép về ý tưởng và tiến độ triển khai của dự án ô tô tự hành. Tesla đặc biệt nhấn mạnh rằng chiếc ô tô này sẽ có trí thông minh riêng như con người vậy. Bất kể khả năng thực tế của phát minh này là gì, thì đây sẽ là sự đánh dấu của một khởi đầu của một kỷ nguyên cơ học mới. Đáng tiếc là toàn bộ thành quả về chiếc ô tô tự hành của Tesla đã biến mất khi phòng thí nghiệm của ông bị hỏa hoạn, cũng như thông tin sau đó về việc dự án này có được Tesla tái phát triển hay không thì cũng chẳng được đề cập tới. Nhưng Tesla đã đúng khi sớm nhìn nhận rằng chiến tranh trong thời đại sẽ là cuộc chiến giữa máy móc với máy móc. Tuy nhiên, đó không phải là các cỗ máy móc giết chóc mà là những siêu máy tính được tạo ra để giải mã lẫn nhau. Trong Thế chiến thứ hai, vào năm 1943, Mỹ là bên đã sở hữu chiếc siêu máy tính đầu tiên trên thế giới có tên gọi là ENIAC. Mục đích ban đầu là để giải mật mã của phát xít Đức. Sau này,
Chính nhờ ENIAC cùng những phép tính toán của nó mà các nhà khoa học đã phát triển những công nghệ mới, bao gồm cả chương trình Apollo và dự án mặt trăng của NASA. Đồng thời gian năm 1942-1943 đó, thì ở Anh, Alan Turing cũng đang âm thầm chế tạo một chiếc siêu máy tính để giải mã Enigma của Đức Quốc xã. Enigma cũng là một chiếc siêu máy tính có khả năng tạo ra 100 tỷ mã hóa khác nhau. Việc giải mã được Enigma là điều không thể nếu chỉ dựa vào khả năng tính toán của con người. Qua những lần bế tắc, thì Turing biết rằng chỉ có chiến thắng máy móc là bằng máy móc. Nhưng Turing cùng với những đồng đội của mình đã thành công. Sau không biết bao nhiêu lần thử nghiệm thất bại, thì cuối cùng cũng đã chế tạo ra máy tính BOM, chiếc siêu máy tính có thể giải mã hơn 150.000 ký tự. Nhờ có BOM, nên nước Anh đã thành công trong việc giải được mật mã của Đức do chiếc Enigma tạo ra. Theo tính toán, nếu không có BOM, thì chiến tranh sẽ kéo dài thêm 2 năm, đồng nghĩa với hàng chục cho tới hàng trăm nghìn người sẽ mất mạng. 5 năm sau hòa bình được lập lại, Alan Turing cũng đã suy nghĩ về việc máy tính có thể suy nghĩ và vượt trội hơn con người như Ada Lovelace và Tesla đã nhận định hay không. Ông đã tạo ra phép thử Turing nổi tiếng như sau. Một người chơi thực hiện một cuộc thảo luận bằng ngôn ngữ tự nhiên với một con người và một máy tính. Cả hai đều cố chứng tỏ mình là con người. Ba bên tham gia phép thử được cách ly với nhau. Nếu người chơi không thể nhận ra máy tính không phải là con người, máy tính đó vượt qua phép thử. Máy tính sẽ được gọi là thông minh nếu nó có thể đánh lừa con người tin rằng nó là con người, Turing kết luận. 6 năm sau, trí tuệ nhân tạo đã được coi là một lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu khi dự án mùa hè Dartmouth đã được khởi động. Đây là bước khởi đầu và sự công nhận cho việc nghiên cứu về mọi khả năng mà một AI, trí tuệ nhân tạo có thể đạt được. Tuy nhận được đầu tư, tài trợ và thu hút nhiều nhà khoa học, nhưng trong khoảng thời gian kéo dài gần 6 thập kỷ từ năm 1955 tới năm 2015, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo lại không cất cánh để dẫn tới viễn cảnh mà Ada, Turing, Tesla và nhiều người khác mong đợi. Tất nhiên, việc các siêu máy tính đánh bại con người trong nhiều trò chơi là một điều kinh ngạc, nhưng đó chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể mà thôi. Nhiều người đã hy vọng rằng trí tuệ nhân tạo sẽ đạt tới sự thông minh và phổ biến như trong các bộ phim mà Hollywood xây dựng. Lý do đến từ cả chủ quan lẫn khách quan khi các nguồn lực trong hai thập kỷ năm 1960-1970 chịu tác động và ảnh hưởng bởi chiến tranh lạnh, lỡ mối quan tâm hàng đầu lúc đó là không gian khi hai cường quốc Mỹ và Liên Xô ganh đua nhau trong việc đưa người lên mặt trăng và khám phá vũ trụ. Các siêu máy tính được tạo ra để giúp cho việc phóng tên lửa đem lại lợi ích hơn là trả lời câu hỏi máy tính có thể vượt qua con người không. Nhưng khi nhìn vào những gì mà máy tính đã làm được, từ việc giải mã cho tới tính toán thì thực sự chúng đã đem lại quá nhiều lợi ích hơn là nỗi lo sợ về sự nổi loạn của máy móc. Trong quá khứ, máy tính thực sự là các thiên thần và sứ giả hòa bình hơn là quỷ dữ mà Elon Musk sau này đã mô tả về AI. Việc giới hạn trong phần cứng và đặc biệt là thiếu dữ liệu đã khiến trí tuệ nhân tạo có khoảng thời gian khá dài im hơi lặng tiếng, cho tới khi thời điểm hội tụ công nghệ bùng phát trong những năm cuối thập kỷ 90. Và ngay chính lúc này đã dẫn tới sự tiến bộ vượt bậc trong ngành trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực cần được đầu tư theo cách ném tiền qua cửa sổ. Còn số lớn đến mức mà các chính phủ cũng phải giật mình và từ bỏ. Nguồn vốn thực sự đã khiến lĩnh vực AI phát triển như ngày nay là đến từ tư nhân chứ không phải nhà nước. Trước đây là ENIAC, Enigma hay BOM chỉ có thể được chế tạo trước sự bảo trợ của chính phủ. Còn bây giờ, những siêu máy tính hay AI như Deep Blue, Siri và AlphaGo thuộc sở hữu của các công ty công nghệ. Nhưng những công ty này không chỉ có tiền mà còn có dữ liệu, mà dữ liệu lại đến từ người dùng. Nhưng đa số người dùng không hề biết AI là gì và sự ảnh hưởng của nó đến trải nghiệm Internet và cuộc sống của mình ra sao. Trước khi tạo ra những AI thao túng hành vi của con người như bây giờ, thì các công ty công nghệ đã phải nắm được cốt lõi phát triển công nghệ AI. Những công ty này đã dùng tiền để vừa phát triển AI của riêng mình, cũng như sử dụng những tờ đô la để thâu tóm lại những startup AI tiềm năng nhất. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất trong thời gian tới nhé. Còn mình là Nam, đến từ Spire Room.